Hello, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Như quý vị đã biết, ở những video trước thì tôi đã chia sẻ cùng quý vị cài đặt cái ví Solv tại địa chỉ là solet.io. Thì tiếp theo, ở video này, tôi cũng chia sẻ cùng quý vị cách để tạo cái ví Solv nhưng tại địa chỉ là solvfunare.com. Và quý vị lưu ý này, solvfunare.com, đây là một cái địa chỉ domain của cái ví Solv được cộng đồng cũng như là đối tác của blockchain Solv họ tạo ra. Còn cái địa chỉ ví Solv tại domain là solet.io thì đây là cái ví được đội ngũ phát triển của blockchain Solv họ tạo. Thì về cái độ bảo mật cũng như là độ an toàn, hai cái ví này nó cũng như nhau thôi, bởi vì cả hai cái ví đều là loại ví không lưu ký, tức là quý vị tự quản lý cái key của quý vị. Trường hợp quý vị muốn tạo cái ví nó chạy trên cái domain solet.io thì quý vị có thể xem lại cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi, thì bây giờ quý vị hãy vào địa chỉ domain là solvfunare.com. Ở đây quý vị hãy chọn vào Create a Wallet để tạo một cái ví mới này. Quý vị chọn vào Like, chọn Like tiếp, chọn Like, chọn Like, chọn Like, chọn vào Get Started, chọn vào Like. Bước thứ nhất là quý vị hãy đặt mật khẩu ở cái ô đầu tiên. Xuống cái ô thứ hai, quý vị hãy đặt lại mật khẩu một lần nữa. Quý vị hãy tích vào cái Get a Raw Private Key. Quý vị lưu ý, quý vị nên đặt mật khẩu chữ hoa, chữ thường, cả số và những ký tự đặc biệt. Rồi, quý vị chọn vào Like. Ở đây có hai cái file chứa cái dữ liệu cũng như là cái key của cái ví, thì quý vị hãy tải hai cái file này về. Và quý vị lưu chữ thật cẩn thận hai cái file này để phòng những trường hợp khi quý vị thay đổi thiết bị thì quý vị chỉ cần có cái file này là quý vị có thể đồng bộ được dữ liệu của ví. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn vào download để tải về này. Tích vào cái I understand đã. Rồi. Tiếp tải cái file thứ hai. Thì quý vị để ý này, hai cái file này nó sẽ được lưu vào cái thư mục, thường thì được lưu vào trong cái thư mục download trên cái thiết bị của quý vị. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn Like. Để xác minh là mình đã tải và lưu trữ cái dữ liệu về thì quý vị phải upload cái file mà quý vị vừa tải về. Đó, tôi sẽ chọn vào biểu tượng để upload. Quý vị hãy tìm đến cái thư mục chứa cái file mà quý vị vừa download về. Đây, tôi sẽ chọn cái Solvfunare Keystone trước này. Chọn Open. Rồi, chọn vào Finish. Cái bước này, quý vị có thể đặt tên cho cái ví hoặc quý vị cũng có thể lưu cái mật khẩu vào, tùy quý vị. Tất nhiên, quý vị không nên lưu
không nên lưu mật khẩu, bởi vì không may thiết bị của quý vị mà dính virus thì họ vẫn có thể khai thác được cái dữ liệu mà quý vị đã lưu ở trình duyệt đó. Ví dụ tôi sẽ đặt tên đó. Rồi bây giờ quý vị chọn vào Access này. Quý vị hãy nhập mật khẩu mà quý vị vừa đặt ở cái bước trước vào đây. Rồi quý vị chọn vào cái biểu tượng Upload Keystone File. Bây giờ tôi sẽ chọn vào cái file Solfrare Keystone này. Chọn Open. Đó, chọn Access. Rồi, vậy là tôi đã tạo được một cái ví Sol tại địa chỉ là solfrare.com. Thì quý vị để ở đây, để ý ở đây là cái phần địa chỉ ví của quý vị. Đây chính là cái địa chỉ ví sẽ nhận các token mà nó chạy trên cái network Sol. Cái phần bên này là cái số lượng Sol có trên ví của quý vị. Tiếp theo là cái phần staking. Trong trường hợp quý vị có nhiều Sol thì quý vị có thể để vào đây, gửi stake và nhận lãi. Cái phần token này thì quý vị có thể add hoặc là thêm các token vào, nó giống như các ví khác. Với điều kiện là quý vị phải có cái đồng Sol để làm phí add token. Tất nhiên là cái phí của nó thì cũng rẻ thôi, không đáng là bao nhiêu cả. Đó, quý vị chỉ vào cái phần credit token account này. Ví dụ tôi muốn thêm add cái đồng USDC vào thì tôi sẽ chọn đến cái token là USDC. Rồi, chọn Let. Nhập mật khẩu. Chọn Submit. Đó, thì ở đây tôi chưa có cái đồng Sol để làm phí add nên là nó sẽ báo lỗi. Rồi, bây giờ tôi sẽ close đi. Về cái phần DEX thì đây là cái sàn giao dịch phi tập trung của cái trang solfrare.com. Rồi, quý vị để ý tiếp đến cái phần setting. Ở đây nó có ba cái đường gạch ngang này, quý vị hãy chọn. Quý vị có thể chuyển sang cái chế độ tối đó, sáng. Rồi bây giờ tôi sẽ log out thoát ra khỏi cái ví này và tôi đồng bộ lại dữ liệu. Thì quý vị để ý cái địa chỉ ví của quý vị. Đây là cái địa chỉ ví của tôi. Sau khi tôi thoát ra và tôi đồng bộ lại cái dữ liệu Keystone thì cái địa chỉ ví nó trùng nhau, chứng tỏ là tất cả các dữ liệu trong ví nó sẽ được đồng bộ. Đó. Rồi, thoát ra log out này. Chọn yes này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ vào lại từ đầu này. Ở cái bước này tôi sẽ chọn là access a wallet. Chọn vào access, nhập mật khẩu. Ở cái bước này quý vị hãy upload cái file mà quý vị đã tải về. Đây, quý vị chọn cái file Solfrare Keystone này. Chọn Open. Chọn Asset. Đó, thì quý vị để ý. Đó, cái địa chỉ ví nó trùng nhau, chứng tỏ tất cả các dữ liệu có trong ví sẽ được đồng bộ lên. Dù quý vị có thay đổi thiết bị, thay đổi máy tính khác thì dữ liệu nó cũng sẽ được đồng bộ. Rồi, bây giờ là đến cái phần gửi nhận các token từ các sàn về cái ví này. Ví dụ quý vị muốn chuyển các token từ sàn về đây thì quý vị chỉ việc copy cái địa chỉ ví này. Đó.
Và hiện tại thì chỉ có sàn FTX.com là cái sàn hỗ trợ tất cả các token chạy trên Network Sol. Ngoài ra có một số sàn lớn như sàn Binance, họ cũng hỗ trợ cái token Sol, nhưng họ chỉ hỗ trợ nguyên cái token Sol thôi. Còn các token khác như USDT, USDC hay FTT vân vân thì họ chưa có hỗ trợ. Thì đây là cái sàn FTX mà tôi đã đăng nhập rồi. Trường hợp quý vị ai chưa có tài khoản bên sàn FTX.com thì quý vị hãy đăng ký theo đường link cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm các chi phí khi giao dịch trên cái sàn này. Rồi, ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái đồng USDT để rút về cái ví Sol mà tôi vừa tạo. Thì quý vị cũng đăng nhập vào tài khoản của quý vị tại cái sàn FTX. Rồi quý vị chọn đến cái phần ví. Ở đây tôi sẽ chọn vào đồng USDT này. Rồi chọn rút tiền này. Quý vị chỉ việc copy cái địa chỉ này. Đó. Rồi dán nó vào đây. Dán nó vào. Đó. Ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy nhập số lượng USDT mà quý vị muốn rút về. Cái ô thứ ba, quý vị nhập cái mã bảo mật 2FA mà quý vị đã cài đặt. Thì hiện tại cái sàn FTX này họ chưa thu phí rút trên cái network Sol. Và quý vị chỉ cần nhập cái địa chỉ network Sol thì sàn FTX nó sẽ tự nhận network ở đây. Đó, quý vị sẽ thấy thông tin ở đây. Rồi quý vị cứ thao tác rút tiền như bình thường. Và quý vị muốn rút cái đồng Sol thì quý vị cũng thao tác tương tự y như thế này. Đó. Ở cái chiều ngược lại, quý vị muốn chuyển các coin, các token từ cái ví Sol này lên sàn FTX hay bất cứ một sàn nào khác thì cái việc đầu tiên là quý vị phải có cái đồng Sol ở đây để làm phí mạng. Ok chưa? Đó. Sau đó quý vị muốn rút USDT hay USDC thì tất nhiên quý vị chỉ việc chọn đến cái token. Rồi quý vị quay sang cái sàn mà quý vị muốn chuyển nó về. Đó, ví dụ ở đây tôi cũng lấy cái đồng USDT đi. Và tôi sẽ chọn vào làm tiền này. Thì ở đây nó sẽ có các danh sách này. Cái thứ nhất là USDT. Đây. USDT chạy trên cái network là OMI này. Thứ hai là USDT chạy lên network ERC20. Thứ ba, USDT chạy trên network Tron TRC20. Thứ bốn, USDT chạy trên network Sol. Đó, thì quý vị để ý này. Thứ năm, USDT là VKUSDT cũng chạy trên cái network Sol. Đó, thì quý vị để ý đến cái phần USDT mà nó chạy trên cái network Sol. Đây, USDT can also be deposit via SPN này, token program Sol. Đó, quý vị phải copy chính xác cái địa chỉ này. Trường hợp quý vị mà copy sai cái địa chỉ hoặc nhầm cái network khác là quý vị sẽ bị mất coin, mất token. Đó. Thì tất cả cái USDT này trên sàn FTX họ đang hỗ trợ 1, 2, 3, 4 này, 5 cái network. Đó, nên quý vị hết sức cẩn thận.
chính xác, chọn đúng cái network là Sol. Đó, quý vị sao chép. Rồi quý vị sang bên này, quý vị chọn đến cái token mà quý vị muốn chuyển lên sàn FTX, rồi quý vị dán địa chỉ vào và quý vị thao tác gửi như bình thường. Và theo kinh nghiệm của tôi, trường hợp quý vị chưa thành thạo thì lần đầu quý vị chỉ nên gửi từ 2 hoặc 3 đô thôi để kiểm tra xem sàn họ đã nhận được chưa. Sau đó quý vị mới nên gửi một cái số lượng nó lớn hơn. Đó. Rồi, tiếp theo là còn một cái vấn đề nữa. Đây. Quý vị thường xuyên giao dịch trên cái network Sol thì quý vị có thể lưu cái địa chỉ này vào solscan.io. Và cái địa chỉ thứ hai là explorer.solana.com. Thì đây là hai cái địa chỉ để quý vị có thể lấy smart contract hoặc kiểm tra truy xuất lịch sử giao dịch tất cả các token nó chạy trên cái network là Sol. Đó. Ví dụ ở đây tôi muốn kiểm tra cái trạng thái giao dịch hoặc là truy xuất lịch sử giao dịch của cái địa chỉ ví này. Đó, thì tôi chỉ việc copy này. Rồi tôi sang cái bên này, tôi dán nó vào cái ô tìm kiếm. Tôi sẽ chọn tìm kiếm. Đó. Thì nó sẽ ra toàn bộ các lịch sử giao dịch cũng như là cái trạng thái giao dịch. Thì trường hợp quý vị mà chuyển nạp rút token từ cái ví Sol mà quý vị chưa biết nó đã thành công hay chưa thì quý vị có thể vào đây để kiểm tra xem là cái trạng thái giao dịch được blockchain nó xác nhận chưa, cũng như là đã thành công hay chưa. Đó. Rồi, thì đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.